Xin chào chị em. Hôm nay xin được mạn phép và trao đổi với chị em một cái câu chuyện nhỏ thôi. Câu chuyện về cái công tác giám sát phản biện xã hội, đặc biệt là trong vấn đề là thực hiện cái chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Năm 2019 thì chúng ta cũng Trung ương Hội cũng đã phát động và chỉ đạo là cái chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt trong đó chúng ta lưu ý trẻ em gái. Năm 2020 thì chúng ta tiếp tục thực hiện cái chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Thế thì chúng ta có đặt câu hỏi là tại sao mà Trung ương Hội lại 2 năm liên tiếp đưa cái chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong khi thì có rất là nhiều cái nội dung, ví dụ như việc làm, chăm sóc sức khỏe hay là những vấn đề về phát triển kinh tế hay là giáo dục, xây dựng gia đình hạnh phúc, 503 sạch, những vấn đề mà hiện nay cũng rất là thiết thực với phụ nữ, mà Trung ương Hội lại chọn cái chủ đề là an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em nó trở thành một vấn đề cấp thiết, cho nên ban chấp hành đoàn chủ tịch cũng như ban chấp hành quyết định để chọn cái chủ đề này. Và việc này thì nó cũng rất là phù hợp, vì hiện nay chúng ta biết là thực tế đặt ra đó, nhiều vấn đề nó gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Và chúng ta cũng biết là đối với công ước CEDAW, rồi những cái công ước mà chúng ta ký với thế giới về cái quyền phụ nữ và trẻ em là những cái chúng ta cam kết với quốc tế. Thế thì khi đã cam kết thì chúng ta phải thực hiện. Và đồng thời đối với truyền thống nhân văn của dân tộc mình, yêu già kính trẻ, quý trọng phụ nữ, đúng không? Ví dụ ở nhà mà cái nhà cái cửa cửa chính nhà đó, tôi kêu một cái cửa cái cột trong nhà, cái cột bự nhất trong nhà mà là trụ đó, tôi kêu một cột cái, đúng không? Tôi kêu cột đực đâu à, cái sông lớn thì tôi kêu một cái sông cái, ngón tay bự là ngón tay chủ chốt trong trong bàn tay mình đó, ngón này là ta kêu bằng gì, ngón cái đâu kêu ngón đực à, nói để vui thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là đối với những vấn đề mà chúng ta đã cam kết với quốc tế cũng như là những vấn đề về chăm sóc cho phụ nữ và trẻ em là những vấn đề vừa mang tính nhân văn nhân đạo và đồng thời nó cũng là những vấn đề cấp thiết. Vì sao nó lại cấp thiết ạ? Thì hiện nay chúng ta có thể thấy rằng đối với cái thực tế thì vấn đề xâm hại phụ nữ và trẻ em là những con số báo động và chúng ta đáng lo ngại. Thứ nhất là trung bình 4,3 trẻ em bị xâm hại mỗi ngày. Đây là số liệu năm 2018 và trong cái báo cáo số 109 của là Bộ Công an. Cái thứ hai là mất an toàn về vệ sinh thực phẩm. Thì chúng ta có thể thấy là cả nước trong năm 2018 thôi đã xảy ra tới 91 vụ ngộ độc thực phẩm và khiến là hơn 2.010 người bị là coi như là ngộ độc. Đó là một số vấn đề mà hiện nay chúng ta vẫn thấy chưa nói là những vấn đề mà trong những cái thức ăn, trong những cái tẩm và trong những cái nguồn nguyên liệu thực phẩm đó, ví dụ ngâm ô rê nè, hàn the nè, đó và những cái hóa chất để giống như là cho dai nè, rồi cho làm tươi trong thịt nó ngon nè, đó. Có những cái thịt thối mà chúng ta có thể làm nó trở thành là tươi trong như mới. Và đặc biệt là những cái món ăn mà trẻ em hiện nay chúng ta thấy ở các cái trường học gần 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 đó, bán là những cái bánh bim bim á, những cái đó rất là lo ngại. Và hiện nay cái tỷ lệ mà quấy rối tình dục đối với trẻ em thì chúng ta cũng thấy đúng rất là lo ngại, bởi vì là 87% đó là bị quấy rối ở những cái nơi công cộng. Và đây là theo cái nghiên cứu của cái trung tâm CRFED thực hiện ở Việt Nam. Đó, cũng như cái tình trạng mua bán người là 90% nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Cái đối với mua bán người hiện nay đó, và đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là một số vấn đề chúng ta thấy thôi. Đó, còn những vấn đề khác về xâm hại, về bóc lột sức lao động của trẻ em thì nó là cũng một cái điều chúng ta rất là lo ngại. Cho nên vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em là chúng ta cần phải thực hiện chủ đề năm và phải thực hiện giám sát phản biện xã hội một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa.